có rất là nhiều những cái câu hỏi thắc mắc, như là tới hợp âm nào thì mình chơi cái scale nào, và chơi scale thì nên bắt đầu từ những cái nốt nhạc nào, đúng không các bạn? Học guitar solo như thế nào để cho phù hợp với cái gu âm nhạc của người Việt Nam đây? Bởi vì đa phần mọi tài liệu về solo thì đều dành cho nhạc nước ngoài. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp tất cả những cái thắc mắc trên. Và đây là cái bài số 1, bài đầu tiên dành cho cái chuỗi video hướng dẫn solo từ A đến Z của lớp học nhạc Bình Minh. Và chào mừng tất cả các bạn đã đến với lớp học nhạc Bình Minh, nơi chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm về guitar dành cho tất cả mọi lứa tuổi. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào lý thuyết một chút xíu nha các bạn. Rất là dễ hiểu thôi. Các bạn chịu khó dành thời gian ngồi suy ngẫm xem kỹ một chút thôi là các bạn sẽ hiểu kỹ càng được. Mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái khái niệm gọi là scale. Thì ở Việt Nam chúng ta hay gọi scale là âm dài nha. Mình nghĩ là rất là nhiều bạn nghe qua cái từ này rồi. Nhưng mà chúng ta hay gọi là scale nha. Vậy scale là gì? Scale là tập hợp các cái nốt nhạc, tập hợp các cái nốt nhạc được sắp xếp theo cái thứ tự từ thấp lên cao. Hoặc nha, hoặc là từ cao xuống thấp. Từ cao xuống thấp. Đó, scale nó là như vậy, tập hợp các cái nốt nhạc được sắp xếp từ dưới thấp lên trên cao, hoặc là từ cao đi xuống dưới thấp. Đó là scale. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái scale rất là thông dụng ở Việt Nam. Đó là scale đô trưởng. Nói đến scale đô trưởng thì rất là nhiều bài nhạc Việt Nam được viết ở cái scale này ha. Các bạn để ý cho mình. Đối với scale đô trưởng thì các cái nốt nhạc được sắp xếp là đô, rê, mi, fa, son, la, si. Đây là 7 cái tên nốt nhạc có trong cái scale đô trưởng các bạn nha. Và cái nốt bậc 8 nó quay lại là nốt đô. Mình đánh số này. Bậc 1 là nốt đô, bậc 2 là rê, 3 là mi, 4 là fa, 5 là son, 6 là la, 7 là si. Và cuối cùng bậc 8 là quay lại giống như bậc 1, nó là đô. Thì đây là cái cách đánh bậc của các cái nốt nhạc có trong scale đô trưởng. Rất là dễ ha. Nhiệm vụ của các bạn thứ nhất là nên học thuộc 8 cái bậc này ha, 7 cái tên nốt và 8 cái bậc này. Ngoài ra những cái nốt nhạc nó còn có cái ký hiệu riêng. Đô là chữ C, rê là chữ D, các bạn cố gắng học thuộc nè. Mi là E, fa là F. Nốt fa là dễ nhớ nhất là chữ F. Son là G, la là A, si là B. Và cuối cùng đô nó lặp lại thì viết lại là chữ C thôi, đúng không? Ở ngay đầu tiên đây nè. Đó. Như vậy các bạn đã biết được hệ thống các cái nốt trong cái scale đô trưởng, cũng như bậc của nó và ký hiệu của nó. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái khái niệm mình nghĩ là nhiều bạn chưa có biết tới đâu. Đó là khái niệm về mode. Mode là gì? Các bạn cũng có thể hiểu đơn giản mode, nó giống như là scale vậy. Nhưng mà nó là tổ hợp, tổ hợp thứ tự của các cái nốt bên trong scale ha. Như vậy mình có thể lấy một cái ví dụ đơn giản cho các bạn dễ hiểu này. Ví dụ trong một cái gia đình có 7 người. 7 người này sẽ đứng xếp hàng các bạn nha. 7 người này đứng xếp hàng. Mình sẽ cho người số 1 đứng đầu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và người số 1 là người đứng đầu. Các bạn cứ nhớ cho mình, người đứng đầu sẽ là người chủ hộ. Người chủ hộ là người quan trọng nhất trong cái gia đình đó nha. Cho nên đánh màu vàng lên. Và vì người đó quan trọng cho nên mình viết lại một lần nữa ở cuối. Người đó sẽ chiếm hai cái vị trí luôn nha. Rồi, đó là cái trường hợp thứ nhất. Cái trường hợp thứ hai thì người số 2 đi lên đứng đầu, 5, 6, 7. Người số 1 đứng đây và người số 2 là người quan trọng nhất lúc này, đúng không? Vì người số 2 bây giờ là chủ hộ. Đó, trường hợp này người số 2 sẽ được viết lại lần nữa. Trường hợp thứ 3, người thứ 3 lên đứng đầu, 4, 5, 6. Các bạn dần dần hiểu ra vấn đề chưa? Nó cũng không khó đâu, nó cũng dễ lắm. Người số 3. Rồi, bây giờ trường hợp thứ 4, các bạn biết rồi đó, người số 4 lên đứng đầu, đúng không? 6, 7, 2, 3, 4. Thì cái người số 4 á, sẽ được mình bôi đen ở đây, bôi đậm ở đây. Để làm chi? Để cho các bạn biết được người đó là người chủ hộ, người quan trọng trong gia đình ha. Rồi, 7, 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy mình làm nhanh. Trường hợp này, người số 5 là người chủ hộ. Rồi, trường hợp tiếp theo, người số 6 sẽ là người chủ hộ, đúng không các bạn? Rồi, cho nó thẳng luôn, cho nó dễ nhìn ha. 1, 2, 3, 4, 5. Số 6 được viết lại một lần nữa, đúng không? Các bạn để ý, cái mà mình đánh highlight á,
chính là cái người quan trọng trong cái gia đình đó. Một lát nữa chúng ta sẽ quy đổi thành nốt nhạc nha các bạn. 6, người thứ 7. Đó, trường hợp này là trường hợp cuối cùng rồi đúng không? Người thứ 7 là đứng đầu. Đó, tổ hợp thứ tự của các nốt trong scale là như vậy đó các bạn. Rồi thêm một trường hợp nữa đi. Nó lại lặp lại cái trường hợp đầu tiên thôi. 5, 6, 7, 1. Đó, nó lại lặp lại cái trường hợp đầu tiên thôi. Rồi, mình sẽ zoom nhỏ ra một xíu cho các bạn dễ học nè. Đây, zoom nhỏ ra xíu nữa cho các bạn dễ nhìn nha. Đó, đây là tổ hợp các cái trường hợp của mode ha. Chúng ta sẽ có 8 cái mode. Cái mode số 1 này nó sẽ trùng với lại cái mode số 8 này. Tuy nhiên á, thì cái nốt này á, nó trùng với cái nốt này, cho nên từ đây đi lên sẽ là một quãng 8 ha. Bây giờ để đơn giản dễ hiểu hơn á, thì mình sẽ thay đổi nha. Mình sẽ thay đổi bằng nốt nhạc hết nha. Số 1 là cái nốt bậc 1. Bây giờ các bạn sẽ đổi thành nốt đô. Tất cả các nốt số 2 mình sẽ đổi thành nốt bậc 2 là nốt rê. Đó. Tất cả các cái nốt số 3 này mình sẽ đổi thành nốt mi. Rồi nốt số 4 mình đổi thành nốt pha đúng không? Như lúc nãy chúng ta đánh số bậc á. Rồi làm nhanh này, 5 thành son. 6 thành gì các bạn? 6 thành la. 7 thành gì? 7 thành si. Rồi xong nha. Đó, một cái thao tác đơn giản nhẹ nhàng vậy thôi thì các bạn để ý lên đây. Đó, đây là 7 cái mode của chúng ta. Mode đầu tiên đồ re mi fa son la si do. Mode thứ 2 re mi fa son la si do re. Mode thứ 3 mi fa son la si do re mi. Tương tự các bạn có thể tự đọc được những cái mode tiếp theo đúng không? Và nhớ cho mình là những cái nốt đầu tiên nó sẽ trùng với những cái nốt cuối cùng ở trong từng cái mode 1. Và mỗi một cái mode được highlight như vậy thì các bạn để ý nó sẽ là chủ âm nha. Đó, thí dụ như cái mode số 8 này thì đô là chủ âm. Nốt số 4 này thì pha sẽ là chủ âm. Đó, đó là mode. Đơn giản không các bạn? Đó, mình sẽ biến những cái kiến thức, những cái lý thuyết nó nghe có vẻ mơ hồ phức tạp thành những cái đơn giản như cái ví dụ vừa rồi là 7 người được xếp trong một gia đình. Thì đó, các bạn có thể ứng dụng ra như vậy. Và đây là 8 cái mode mà chúng ta sẽ sử dụng để solo các bạn nhé. Rồi mình tổng kết sơ lại ở cái phần này, đó là cách mà chúng ta phân biệt ra được các cái mode. Đó là thứ tự chơi của các cái nốt nhạc trong scale. Mình nhấn mạnh chữ thứ tự các bạn nha. Ngay bây giờ các bạn hãy nhìn lên đây, các bạn sẽ thấy được cái hình dạng cơ bản nhất của scale đô trưởng. Học guitar nó có một cái rất là hay, đó là các bạn chỉ cần nhìn vô cái hình dạng của những cái nốt nhạc trên cái cần đàn, nhớ được cái hình dạng đó thì các bạn sẽ có thể solo rất là tốt nha. Vậy thì cái hình dạng đầu tiên nó sẽ đi từ cái scale ở quãng 8 thứ nhất trên đàn guitar. Đó là nốt đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Tiếp theo ở vị trí quãng 8 thứ hai thì chúng ta sẽ có được cái scale này: đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Chúng ta hoàn toàn có thể tập cái bài tập chạy ngược lại ha. Đối với cái quãng 8 thứ hai này chúng ta chạy ngược lại nè: đô, si, la, son, fa, mi, rê, đô. Ở cái quãng 8 thứ nhất lúc nãy chúng ta cũng có thể đánh ngược lại luôn: đô, si, la, son, fa, mi, rê, đô. Dựa trên hai cái quãng 8 vừa rồi thì chúng ta có thể rút ra được 8 cái mốt. Mốt đầu tiên, số 1, đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô. Mốt thứ hai bắt đầu từ nốt rê, mi, fa, son, la, si, đô, rê. Mốt thứ ba sẽ bắt đầu từ nốt mi, mi,
Fa, Son, La, Si, Do, Re, Mi. Mốt thứ tư chúng ta sẽ bắt đầu từ nốt Fa nha các bạn. Fa, Son, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Mốt thứ năm bắt đầu từ nốt Son. Son, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Son. Mốt thứ sáu các bạn sẽ bắt đầu từ nốt La. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Son, La. Mốt thứ bảy sẽ bắt đầu từ nốt Si. Si, Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si. Mốt thứ tám sẽ bắt đầu từ nốt Do nha các bạn. Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si và Do. Mốt thì hoàn toàn có thể chạy ngược lại, cho nên các bạn hãy chạy từ cái nốt cao nhất về nốt thấp nhất. Mốt số 8 chạy lui, từ nốt cao xuống nốt thấp. Do, Si, La, Son, Fa, Mi, Re, Do. Mốt thứ 7 các bạn chạy lui. Si, La, Son, Fa, Mi, Re, Do, Si. Mốt số 6 các bạn chạy lui lại. La, Son, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. Mốt số 5 các bạn chạy lui lại. Son, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Son. Mốt số 4 các bạn chạy lui lại. Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Son, Fa. Mốt số 3 chạy lui lại. Mi, Re, Do, Si, La, Son, Fa, Mi. Mốt số 2 chạy lui lại. Re, Do, Si, La, Son, Fa, Mi, Re. Cuối cùng mốt số 1 chạy lui lại. Do, Si, La, Son, Fa, Mi, Re, Do. Như các bạn vừa thấy từ nãy đến giờ mình chơi á, thì cái nốt thấp nhất là nốt Do nằm ở dây 6. Như vậy mở rộng ra hơn thì chúng ta sẽ có hai nốt thấp hơn nữa, đó là nốt Si và nốt La. Từ đây các bạn sẽ có cái hình dạng đầy đủ đầu tiên của cái scale Do trưởng. Nhạc Việt Nam thì có rất là nhiều các bài hát sử dụng cái scale Do trưởng này. Các bạn học một cái scale thôi, các bạn chơi được cả trăm bài hát. Ngon lành không các bạn? Tuy nhiên, để cho các cái âm sắc nó phong phú hơn nữa và các cái thế tay nó thoải mái hơn nữa thì các bạn nên học thêm một cái hình dạng thứ hai của scale Do trưởng. Mình gọi cái này là hình dạng hàng xóm nha. Lúc này chúng ta đánh ở cái ngang số 5 này
đi lên khoảng ngang 7, ngang 8 đúng không? Thì bây giờ chúng ta tụt lùi cái tay qua bên trái này ha, thì chúng ta sẽ có cái hình dạng của cái scale đô trưởng thứ hai, scale đô trưởng hàng xóm ha. Rồi, cái hình dạng hàng xóm này chơi như thế nào đây? Bắt đầu các bạn sẽ đánh vào nút đô ở vị trí này ha. Ngang 3 của dây 5. Thì đây là vị trí scale ở trên đàn guitar ở quãng 8 thứ nhất nha, quãng 8 thứ nhất. Đô. Rê. Mi. Fa. Son. La. Si. Đô. Tiếp theo ở vị trí scale ở quãng 8 thứ hai, chúng ta sẽ có được nốt đô bắt đầu. Rê. Mi. Fa. Son. La. Si. Đô. Ở đây chúng ta thấy là nốt si đô, chúng ta phải chạy lên đây mượn hai cái nốt của cái hình dạng lúc đầu mình học đó, cho nên là nó sẽ trùng với hai cái nốt này. Rồi, đối với hai cái vị trí scale ở trên hai cái quãng 8 vừa rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể tập cái bài tập chơi ngược lại. Các bạn đánh ngược lại, bắt đầu từ nốt đô, đô, si, la, son, fa, mi, re, đô. Mình vừa chạy ngược lại ở cái quãng 8 thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ chạy ngược lại luôn ở cái quãng 8 thứ nhất. Đô, si, la, son, fa, mi, re, đô. Nó không quá khó đâu các bạn ạ, rất là dễ. Mới học chúng ta hãy tập trung vào cái hình dạng và nhớ được những cái nốt này thật kỹ nha. Và dựa trên hai cái quãng 8 vừa rồi thì chúng ta sẽ rút ra được 8 cái mốt ở cái hình dạng này. Rồi, chúng ta cùng bắt đầu nha. Mốt số 1. Đô. Rê. Mi. Fa. Son. La. Si. Đô. Mốt thứ hai sẽ bắt đầu từ nốt rê đúng không các bạn? Đây. Rê. Mi. Fa. Son. La. Si, Do và Re. Mốt thứ ba sẽ bắt đầu từ nốt Mi. Mi, Fa, Son, La, Si, Do, Re, Mi. Mốt thứ tư bắt đầu từ nốt Fa. Fa, Son, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Mốt thứ năm bắt đầu từ nốt Son. Son, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Son. Mốt thứ sáu bắt đầu từ nốt La. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Son, La. Mốt thứ bảy bắt đầu từ nốt Si đúng không các bạn? Si, Do, Re, Mi, Fa, Son, La và Si. Mốt số 8 sẽ bắt đầu từ nốt Do. Do, Re, Mi, Fa, Son, La, Si, Do. Các bạn hoàn toàn có thể chơi ngược lại những cái mốt này ha. Đối với mốt số 8, các bạn cùng tập với mình cái bài tập chạy lùi lại nè. Do, Si, La, Son, Fa, Mi, Re, Do. Đối với mốt số 7 chúng ta cùng chạy ngược lại nha. Si, La, Son, Fa, Mi, Re, Do, Si. Rồi, như vậy thì chúng ta đã chạy được xong cái mốt số 7 ngược lại. Bây giờ chúng ta cùng nhau chạy cái mốt số 5. Chúng ta cùng chạy ngược lại cái mốt số 6. La,
son, fa, mi, re, đô, si, la. Chạy ngược lại cái mốt số 5. Son, fa, mi, re, đô, si, la, son. Chạy ngược lại cái mốt thứ 4. Fa, mi, re, đô, si, la, son, fa. Chạy ngược lại cái mốt thứ 3, bắt đầu từ đúng mi. Mi, re, đô, si, la, son, fa, mi. Chạy ngược lại cái mốt thứ 2, bắt đầu từ nốt re. Re, đô, si, la, son, fa, mi, re. Chạy ngược lại cái mốt đầu tiên, mốt số 1 đó các bạn, từ nốt đô. Đô, si, la, son, fa, mi, re, đô. Như các bạn vừa thấy thì cái nốt thấp nhất ở dưới số 5 là nốt đô chúng ta vừa đánh từ nãy giờ. Do đó mở rộng ra thêm, chúng ta sẽ có được nốt si, nốt la và nốt son. Ba nốt các bạn nha. Si, la, son. Từ đây các bạn sẽ có cái hình dạng đầy đủ của cái hình dạng hàng xóm scale đô trưởng ha. Tới đây tạm thời tổng kết lại thì các bạn đã nắm được toàn bộ hai cái hình dạng của scale đô trưởng. Mỗi cái scale thì các bạn sẽ nhớ được 8 cái mốt ha. Như vậy là chúng ta học 16 cái mốt ở đây. Và làm sao để biết được nên dùng cái mốt nào ở trong từng cái đoạn nhạc nào? Thì việc đầu tiên mà các bạn cần nắm được đó là cái đoạn nhạc các bạn đang chơi đó, nó rớt vào cái hợp âm gì nha. Các bạn phải biết được cái hợp âm mà các bạn đang chơi là gì. Đó, đó là cái vấn đề thứ nhất, đúng không? Và ở đây là bài đầu tiên cho nên mình sẽ hướng dẫn cái cách cơ bản và hiệu quả nhất cho các bạn. Thì một bài hát, mình ví dụ như một bài hát này, ví dụ tổng thể luôn, một bài hát rơi vào tông đô trưởng đi nha. Một bài hát rơi vào tông đô trưởng thì chúng ta sẽ dùng scale gì? Chắc chắn rồi, scale đô trưởng, đúng không các bạn? Và việc chúng ta cần bây giờ là xác định trong cái bài này nó sẽ có những hợp âm gì, đúng không? Rồi, trong cái scale đô trưởng thì chúng ta có những cái nốt đô, re, mi, fa, son, la, si, đô lúc nãy học rồi. Từ những cái nốt nhạc này chúng ta có thể suy ra được những cái hợp âm xuất hiện trong bài có scale đô trưởng. Đó là đô trưởng, re thứ, mi thứ, fa trưởng, son trưởng, la thứ, si đim và cuối cùng là đô trưởng. Đó, đơn giản như vậy thôi à. Đây là những cái hợp âm cơ bản mà thông thường nó sẽ xuất hiện trong cái bài có tông đô trưởng nha. Rồi, bây giờ chúng ta cần phải xác định được đó là, thí dụ như một cái đoạn nhạc có hợp âm re thứ, copy ra đây, thì chúng ta sẽ chơi cái mốt gì? Đó, đó mới là cái vấn đề mà chúng ta đang cần học ngày hôm nay, phải không các bạn? Rồi, như vậy thì các bạn chỉ cần để ý kỹ cho mình đó là hợp âm nào á, thì các bạn sẽ dùng cái mốt có cái nốt chủ đạo trùng với tên của cái hợp âm đó. Mình lấy ví dụ ở đây luôn cho dễ hiểu, re thứ thì các bạn sẽ dùng mốt nốt re đầu tiên, mi, fa, son, la, si, đô, re. Kéo lên trên này coi á, thì nó là rớt vô cái mốt thứ hai đó, đúng không? Vậy thì các bạn dùng cái mốt này để chơi cho cái ô nhịp mà có cái hợp âm re thứ. Rồi nha, mình lấy thêm một cái ví dụ nữa, thí dụ như hợp âm la thứ đi à, có một cái đoạn nhạc rất là hợp âm la thứ, thì các bạn chắc chắn sẽ sử dụng cái mốt có cái nốt la đầu tiên là si do re mi fa son la. Kéo lên trên này coi á, thì nó sẽ rớt vô cái trường hợp mốt số 6, đúng không? Rồi, tương tự vậy các bạn có làm được với các hợp âm khác không? Mình lấy ví dụ với cái hợp âm đô trưởng này đi à, nó là hợp âm chủ đạo của bài luôn, đúng không? Thì các bạn sẽ dùng cái mốt đầu tiên đó là do re mi fa son la si do. Đây, cái mốt đầu tiên đây, do re mi fa son la si do. Như vậy chúng ta đã giải quyết được vấn đề là sử dụng cái mốt gì để chơi trong từng cái hợp âm,
Đó, các bạn thấy nó nằm ở mức độ nhẹ nhàng, đơn giản, phù hợp với những người mới bắt đầu chưa? Rồi, xong vấn đề này nha. Mới bắt đầu học á, thì các bạn nên tập với những cái dạng nốt gì? Đó là nốt móc đơn nha các bạn nha. Các bạn nên tập luyện chạy những cái scale này này, những cái mốt này này, với nốt móc đơn. Để chi? Bởi vì tập theo nốt móc đơn á, nó sẽ giúp cho các bạn có được một cái cảm giác thoải mái khi mà mới bắt đầu học solo nha. Và các bạn nên tập với những cái tempo chậm rãi, vừa phải để các bạn đạt được kết quả tốt trước đã. Sau đó thì các bạn hãy luyện ngón tăng cái tempo từ từ lên để cho ngón tay của các bạn có thể đạt được cái tốc độ nhanh nhất có thể. Bây giờ á, mình sẽ copy những cái hợp âm mà xuất hiện trong cái tông đô trưởng ha ra đây. Đây là những hợp âm cơ bản. Còn để nó phù hợp hơn một chút xíu với lại cái backing track ngày hôm nay mà chúng ta sẽ chơi á, cái nhạc nền backing track á các bạn, thì mình sẽ cho nó nâng cao hơn một chút xíu xíu thôi nha. Đó là Do major 7. Re thứ thì chúng ta sẽ đánh re thứ 7, mi thứ 7, fa đây sẽ là fa major 7, son ở đây các bạn đánh son 7, la thứ 7, tất cả đều thành hợp âm 7 hết nha. Si ở đây si thứ, si đi mà đây thì các bạn sẽ đánh thành si thứ 7 giáng 5. Và cuối cùng đô trưởng thì sẽ đổi lại thành Do major 7 các bạn. Rồi, ok. Các bạn hãy lưu ý là hãy luyện tập đi, luyện tập lại, đánh thật là nhiều, đánh tới đánh lui. Làm sao mà cho mình nhớ được hết tất cả những cái mốt này, thì các bạn sẽ có một cái nền tảng rất là vững chắc để có thể chơi solo hay. Ngay bây giờ thì mình sẽ đưa ra một cái bài tập mẫu để cho các bạn tham khảo. Các bạn hãy cầm cái đàn guitar và thực hành cùng với mình ngay bây giờ nha. Vừa rồi thì mình chơi ở một cái tempo 108 và hơi nhanh một xíu, thì các bạn cùng phân tích chậm lại một chút xíu để hiểu rõ được vấn đề ở đây nha. Đối với cái ô nhịp đầu tiên á, thì mình đang chơi ở trên cái hợp âm Do major 7. Ở trên hợp âm Do major 7 thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái mốt số 8. Mình chọn luôn cái mốt số 8 của cái hình dạng đầu tiên. Ở trong cái bài tập này mình chỉ sử dụng cái hình dạng đầu tiên của scale đô trưởng ha, tức là bắt đầu từ ngăn 5 này trở qua đây này, đó nó nằm ở cái khúc này này. Rồi như vậy chúng ta sử dụng đô, rê, mi, fa, son, la, si, đô, rõ ràng là đúng với cái lý thuyết mà lúc nãy mình hướng dẫn các bạn. Do major 7 chúng ta có thể sử dụng cái mốt số 8 hoặc các bạn cũng có thể sử dụng cái mốt số 1 luôn nha. Trong ví dụ này mình sử dụng mốt số 8. Rồi, sang ngôi nhịp số 2, đó là hợp âm la thứ 7. Thì lúc này chúng ta sẽ phải sử dụng một cái mốt có nốt la đầu tiên và đó là mốt số 6 đúng không? Các bạn sẽ đánh la, si, đô, rê, mi, fa, son, la. Rồi, sang ngôi nhịp số 3 thì mình sử dụng hợp âm rê thứ 7 cho cái hòa thanh này. Thì các bạn sẽ chơi cho mình cái mốt số 2 bắt đầu từ nốt rê, mi, fa, son, la, si, đô và rê. Sang ngôi nhịp số 4, các bạn thấy hợp âm son 7 đúng không? Và lúc này các bạn sử dụng cái mốt có nốt son, đó chính là cái mốt số 5. Son, la, si, đô, rê, mi, fa và son. Sang ngôi nhịp số 5, các bạn thấy hợp âm Fa major 7 thì chắc chắn chúng ta sẽ nên sử dụng một cái mốt, đó là mốt nốt Fa đầu tiên và đó là mốt số 4 đúng không các bạn? Fa, Son, La, Si, Do, Re, Mi, Fa. Tiếp theo ở ô nhịp số 6, hợp âm Mi thứ 7, các bạn xài cái mốt có nốt Mi đầu tiên đúng không? Mi, Fa, Son, La, Si, Do, Re, Mi. Đây là cái mốt thứ ba đó các bạn. Tiếp tục là hợp âm Re thứ 7 thì nó cũng giống như ở cái ô nhịp số 3 phải không các bạn? Ô nhịp số 7 ở đây giống ô nhịp số 3. Chúng ta lại dùng cái mốt thứ hai bắt đầu từ nốt Re. Mi, Fa, Son, La, Si, Do, Re.
đúng không? Lặp lại thôi. Re mi fa son la si do re. Và cuối cùng là ô nhịp số 8, về lại cái chủ âm đó là Do major 7, thì chúng ta thấy là cũng sẽ về nốt Do. Nốt Do này có thể tính là cái nốt Do đầu tiên của cái mốt số 8, hoặc chúng ta cũng có thể hiểu nó là cái nốt cuối cùng của cái mốt số 1. Nó trùng với nhau, đây là giao điểm của hai cái mốt. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, có thể liên hệ ngay với lớp học nhạc Bình Minh để đăng ký gói thành viên học guitar solo hàng tháng. Ở đây có rất nhiều các bài tập hay, có kèm cả nhạc nền backing track theo từng cái tempo, từ chậm cho đến nhanh, để cho các bạn tha hồ luyện tập luôn. Hiện tại thì đang có chương trình giảm giá lên tới 25% cho 10 bạn học viên đầu tiên đăng ký gói thành viên này. Mỗi tuần thì các bạn sẽ có ít nhất một cái bài tập thực hành để đảm bảo được chất lượng học tập này, duy trì tiến độ và theo sát được cái lộ trình. Để solo được hay hơn nữa thì chúng ta sẽ phải học cách sắp xếp, thay đổi thứ tự các cái nốt nhạc của mốt, hoặc là chọn lọc những cái nốt phù hợp cho cái câu solo của chúng ta. Các bạn hãy bấm đăng ký theo dõi kênh YouTube Lớp Học Nhạc Bình Minh ngay bây giờ để không bỏ lỡ những cái kiến thức mới đang chờ đón các bạn. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.